Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp vùng đồng bằng sông Hồng với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Hội nghị có sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ Bắc Ninh, các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng, các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa các nhà cung cấp vùng đồng bằng sông Hồng trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, phát huy vai trò và thế mạnh của từng địa phương, cũng như tăng cường tính liên kết vùng, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu tới các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các nhà nhập khẩu, các nhà thu mua chế biến xuất khẩu Việt Nam, cũng như các nhà phân phối Việt Nam và quốc tế. Hội nghị hôm nay chúng tôi có mời các tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương, các tỉnh, thành phố phía Bắc, Tây Bắc để tham dự cùng với Bắc Ninh mà cùng với các tỉnh đồng bằng sông Hồng để mà kết nối, giao thương và có những cái hợp tác thỏa thuận được ký kết trong cái buổi hội nghị ngày hôm nay. Và điều đó là chúng tôi cho rằng là có một ý nghĩa rất quan trọng cho cái phát triển sản xuất, phát triển thương mại giữa các vùng, giữa các tỉnh với nhau. Và những cái sản phẩm nào có thế mạnh, tôi tin rằng được đem về Bắc Ninh, được tham gia kết nối ngày hôm nay thì sẽ có ý nghĩa lan tỏa rất lớn trong cái khu vực Bắc Ninh và các tỉnh xung quanh này. Tỉnh Bắc Ninh có nhiều tiềm năng thế mạnh hợp tác phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghiệp và xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa. Nhiều đối tác tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp FDI lớn như Canon, Samsung, Gore-Tex, Orion, Unilever đang hoạt động trên địa bàn. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2024 của tỉnh ước đạt 29,8 tỷ đô la Mỹ, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ. Chương trình kết nối giao thương được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý, các tổ chức xúc tiến thương mại, nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu các tỉnh, thành phố gặp gỡ, chia sẻ thông tin và tìm hiểu thị trường, trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng tiêu biểu, kết nối cung cầu, đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển ngành công thương cũng như các mục tiêu phát triển của vùng. Hội nghị kết nối cung cầu tại tỉnh Bắc Ninh hôm nay giữa các doanh nghiệp, giữa các tổ chức là với các tỉnh là vô cùng quan trọng. Thực sự nó thúc đẩy cái sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân đến các xưởng, các nhà máy, xí nghiệp và đến nơi tiêu thụ là vô cùng quan trọng. Bộ Công Thương đã tạo mọi điều kiện để cho các tổ chức, các cá nhân và đặc biệt là các doanh nghiệp để tiếp cận các thị trường xuất khẩu trên thế giới và kết nối các cung cầu trong các xí nghiệp, các doanh nghiệp với bà con nông dân trong nước. Và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì Bộ Công Thương rất quan tâm đến cái sự phát triển của các doanh nghiệp nói chung và cái xuất khẩu nói riêng và của các doanh nghiệp nói chung. Cái buổi kết nối giao thương ngày hôm nay do Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức thật là ý nghĩa, bởi vì qua cái buổi tiếp xúc này thì có các Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương và các hiệp hội xuất khẩu cũng như là các doanh nghiệp của các tỉnh thành, các sở công thương các tỉnh thành đến tham dự. Chúng tôi nhận được nhiều những cái ý kiến chia sẻ, chúng tôi nhận được thêm những cái thông tin về các hoạt động xúc tiến thương mại cũng như là cái thị trường rộng lớn trong phạm vi toàn quốc cũng như là cái tiềm năng có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa, phát triển sản phẩm trên các nền tảng số, giải pháp hướng tới mục tiêu sản xuất tiêu dùng xanh, kinh tế tuần hoàn gia tăng chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Cũng tại hội nghị còn diễn ra chương trình giao thương kết nối giữa các doanh nghiệp và nhà cung ứng của các tỉnh, thành phố với các nhà phân phối bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Hội nghị cũng đã được chứng kiến nội dung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, các nhà cung cấp và doanh nghiệp xuất khẩu, mở ra nhiều cơ hội mới trong kinh doanh và qua đó góp phần tích cực vào việc hợp tác phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung.